tiếp tục series hướng dẫn anh em cách chơi cờ để lên danh thách đấu, thì hôm nay sẽ là phần 2 của series này nhá anh em nhá. Thì anh em xem và anh em hãy gọi là chú ý thật kỹ cách mình xếp tướng cũng như là đội hình để có thể gọi là auto win luôn anh em nhá, auto top 1 luôn. Thì anh em xem thì anh em hãy ủng hộ mình bằng cái like video trên kênh, và anh em đừng quên gọi là chia sẻ video để ủng hộ mình nhé em nhá. Rồi ok chưa anh em, thì bây giờ anh em mình lại bắt đầu let go rồi anh em ơi.
Another dimension opens now.